kể cả bây giờ anh lật lên vẫn được mà. Ừ thế lật lên. Cái gì này lật được, cái gì không? Cái này nó có dấm đâu không lật được. Cái thứ này được con nhậu rồi. Nó đấy, chỉ đấy. 1-10 thôi. Mình được 10 được thì nó vẫn tốt hơn thôi. Bây giờ anh lại cho ngắn không lại ra. Đây là chúng tôi đang kiểm tra các cái phần thép lớp dưới chịu lực cũng như là các cái thép dầm để chuẩn bị là nối cái thép cột để mà đổ bê tông trước khi cho đổ bê tông. Đấy, thì các bạn cũng có thể thấy là chúng tôi luôn luôn phải giám sát thật là kỹ các cái phần này. Đấy, thì đây là đang là cái phần thép cột. Đấy, đang nối thép cột lên để mà lát nữa là chuẩn bị đổ cái phần bê tông rồi. Xin chào các bạn, thì hôm nay anh em trong công ty kiến trúc BNI đang về hỗ trợ cái phần thi công móng đổ bê tông cho nhà Phú Hóa tại Vân Hồ Sơn La. Thì các bạn cùng theo dõi qua cái công đoạn chúng tôi đang hỗ trợ nhé. Đấy, đây là thực tế này, bây giờ hiện tại đang đổ bê tông. Thì chúng tôi đã kiểm tra tất cả xong các cái phần thép đầy đủ và đảm bảo cái yêu cầu về kỹ thuật giống như thiết kế trong bản vẽ. Đấy, thì bây giờ thì chúng tôi bắt đầu là đang tiến hành giám sát cái phần đổ bê tông. Hóa đây là đổ bê tông tươi. Đây là phần đang đổ bê tông. Thì trước khi mà đổ bê tông thì anh em kỹ thuật trong công ty kiến trúc BNI đã kiểm tra toàn bộ các cái phần thép và đã đảm bảo cái yêu cầu kỹ thuật và đúng như là cái bản vẽ thiết kế. Thì bây giờ thì chúng tôi đang cho đổ bê tông rồi. Thì trong quá trình mà thi công thì chúng tôi cũng luôn luôn hỗ trợ và giám sát tận tình từ các cái phần thép móng, đổ bê tông móng cho đến thép sàn, đổ bê tông sàn để làm sao đó luôn luôn là đảm bảo kỹ thuật cũng như cái sự yên tâm cho tất cả các cái gia chủ và những cái ngôi nhà của chúng tôi thiết kế.